Ok, hay. Rồi. À, như các bạn cũng đã biết đúng không? Thì hiện tại thì Dũng Modi đang triển khai chiến dịch thi thử GPT online miễn phí ạ. Hay. Không biết là tuần trước có bạn nào thi chưa? Thì có bạn nào thi rồi thì mọi người nhớ comment điểm số mọi người đạt được ở tuần trước nhá. Hay. E sẽ được chia ra làm năm đợt chính thì tuần trước chúng ta đã triển khai đợt số 1 rất là thành công rực rỡ rồi. Còn đợt thứ hai thì sẽ là tối nay luôn mọi người nhé Tối nay này, từ lúc 19 giờ của Việt Nam cho đến hết tối chủ nhật Thì sẽ mở cổng thi thử đợt số 2 này với đề thi mới nhất, chất lượng nhất ạ à. Vì vậy là các bạn nhớ nốt lịch và tham gia phần thi thử này nhé Hay. Và được đưa vào thi thử lần này là những tính năng được update xịn sò của Dũng Modi. Ví dụ như là có bảng xếp hạng top 100 Thì cái này cũng coi như một cái động lực nho nhỏ ấy ạ à, Để khi mà các bạn làm bài rồi, mình biết điểm rồi Thì liệu tên của mình có được xứng danh ở trên top 100 này hay không? Tức là xét từ um, cao xuống thấp các bạn nhá Nếu mà mình đạt điểm càng cao thì số cái cái số thứ tự của mình ấy thì càng đứng ở trên đầu cái tiếp theo nữa là có sơ đồ đánh giá năng lực cái này thì sẽ có đủ đầy đủ năm cấp độ là chữ hán này từ vựng ngữ pháp đọc và nghe thì thông qua cái biểu đồ này các bạn cũng có thể xem là mình đạt bao nhiêu điểm của mỗi kỹ năng thì mình cũng sẽ có phương án để mình uh, cải thiện đúng không tiếp theo tiếp theo là xem lại đáp án sau khi thi thì trong lúc thi có thể các bạn sẽ bị giới hạn thời gian này à, có những câu mình chưa kịp đọc lại hết giờ hay là mình lúc đấy vội quá đúng không mình khoanh bừa thế nhưng mà khi các bạn nộp bài rồi thì sẽ được xem lại bài làm của mình nhá nếu câu là đúng rồi rất là tốt đúng không vậy là mình đã chắc chắn với kiến thức đó rồi nhưng ngược lại với những câu mình chưa tự tin những câu mình làm sai hay là mình đánh lội gì đấy thì các bạn có thể ngồi xuống mình bình tĩnh hơn mình xem lại xem là liệu mình sai ở chỗ nào mình được học rồi mình quên hay là mình chưa được học hay là mình bị nhầm chứng âm âm ngắt gì đó đấy thì để các bạn có thể rút ra được bài học rút ra được kinh nghiệm để lần sau lỡ có gặp phải từ tương tự câu tương tự đúng không thì mình cũng không bị phạm phải cái lỗi sai đó nữa cuối cùng là theo dõi kết quả qua từng đợt thi thì như chúng ta đang nói cộng 5 đợt thi đúng không? Nếu các bạn tham gia đủ 5 đợt thì sẽ có 5 cái cột như thế này. Đó thì sẽ có tổng số điểm mỗi đợt này. Thì các bạn có thể đánh giá là mình đang đi lên hay là đi xuống. Thì mình cũng sẽ có cái chiến lược ôn thi tốt hơn để điểm số của mình tăng hơn. Y cá. Và hẹn các bạn tối nay nhá Tối nay đến hết tối chủ nhật mỗi tuần ạ. Thì chúng ta đều có một bài thi thử mới toanh. Các bạn sẽ vào tham gia tích cực lên nhá Ok. Rồi đi vào buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau livestream stream chữ Hán từ vựng và ngữ pháp của N3 Rất là nhanh thôi đúng không? Chiến dịch 8 tuần nhưng bây giờ chúng ta chỉ còn lại có 3 tuần thôi ạ 3 tuần nữa, mong tất cả các bạn hãy cùng nhau uh, cố gắng để chinh chiến với kỳ thi thật sắp tới nhé Ok, và câu số 1 luôn này, chị bằng Na cả ka, meru ga nani nani dekinaku natta Ok, nhiều tim quá, cảm ơn mọi người, Arigatou gozaimasu Ok, rồi mọi người comment nào Câu số 1 là cách đọc của chữ Hán Mọi người đã nhìn thấy câu số 1 chưa nhỉ? Ok, bạn Hana là bạn nhanh đầu tiên Bạn đấy chọn là À, N3 ạ à. Ok, N3 thì nhất định phải xem đến hết live stream nha Ok, quý tộc này Và Mai Thị Lê một Trần Hiền sang chọn một Hãy, các bạn khác nhanh tay nào Huy Nissan chọn một Ok, Bảo Long chọn một Đúng rồi, ok vì Nguyễn Ngọc Tường chọn một hai. Mọi người nhớ comment cả ý nghĩa luôn nha Chúng ta đang mất công ôn rồi thì ôm một thể đúng không? Cách đọc là gì? Ý nghĩa là gì? Hay là phương án dịch ví dụ là gì? Tuấn còi là một hãy có rất nhiều cái tên quen thuộc ngày nào cũng vào xem livestream của Dũng Mơ đi. Cảm ơn tất cả các bạn ạ. Phạm Ngô Thị Bình số 1 2 Phương Anh Phan chọn một Hana chọn một Ok, rất là tốt. Lão Tử chọn một Vẫn rất nhiều cái tên quen thuộc. Vậy các bạn... Các bạn, các bạn khác nào? À, có một số bạn mới này. Huỳnh Thanh Quy chọn 2. À, 2 à? Jiu Xin cả. Ngọc Nobita chọn 1. Nào, tiếp tục nào đi mọi người. Mới câu số 1 thôi. Mở đầu thôi. Một câu dễ phải không? Nó 3 thì chắc phải biết rồi đấy nha. Đáp án chính xác của chúng ta là là số 1. Ju Xin. Né, Ju Xin. Không có trường âm ạ. Ok không nào? Có bạn nào biết nghĩa của từ này không nào? Comment xuống dưới cho mình biết với ạ. Ju Xin. Thụ tín, à, thụ tín là cách đọc um, hán Việt đúng không? Còn nghĩa sang tiếng Việt của mình đi Thuần Việt hơn, dễ hiểu hơn thì mình dịch là gì? Nguyễn Duy Thịnh chọn một, ok Nà dê cả là một nghi vấn từ đúng không? Mình hỏi tại sao? Tại sao mà tôi không thể nhận, đúng không? Duy xin, tôi không thể nhận được mail Phương Anh Phan là nhận tin, ok rất là tốt, cảm ơn Phương Anh Phan rằng nha Ừ, ok, chính xác rồi và lúc đấy có một bạn chọn hai là bạn Thanh Quy. Quy sáng rồi, nhìn kỹ nha, chữ dư này bị thừa trường âm đấy, cho nên nó sẽ bị sai ạ, không phải là bán số 2. Và số 3 và số 4 cũng vậy ạ, chủ yếu người ta muốn đánh lừa mình ở trường âm, âm ngắt hoặc là biến âm gì đấy. Các bạn cố gắng nhìn kỹ hơn một tí nhá, đừng quá vội vàng. Nhận tin trang trang sàng ngọc Nobita, rất là tốt. Ok, tiếp tục chúng ta chuyển sang câu số 2 nhá, như bằng. Nani nani đây rồi bạn thanh quy chọn 4, mai hạ anh 4, quỳnh nga 4, đan tay đoàn thể ok bạn bình bạn dịch cho chúng ta rồi các bạn khác nào nếu mọi người biết đọc và biết nghĩa thì nhớ comment nhá hana chọn 4, đỗ công chọn 4, toàn thể ngô tiệp chọn 4, ok như sàng chọn 4 hay ở đây chúng ta có hai chữ hán này chắc mọi người cũng đọc được hết rồi đúng không ví dụ như chữ này là cô độ hành động này rồi đây là gì ni tệ là mình ghét mình kém mình dở mình không thích cái gì đấy đúng không nên câu này mình sẽ dịch là gì nhỉ tôi không thích hành động theo gì nhỉ theo đoàn thể ờ theo đoàn thể ừ đúng rồi an an sàng chọn 4 trần hiền là đoàn thể trần hằng là đoàn thể duy thịnh chọn 4 rất tốt Ok mọi người giỏi quá. Nhung bằng đề chính xác chính xác. An An chọn 4 hay đan tại. Ok là đoàn thể mọi người nhá. Đoàn thể là đoàn số 4 đọc là đan tại. Hay. Chữ số 1 t tại. tay tại thì chữ này có nghĩa là gì mọi người biết không? Tê tại. Hay. Tê tại là đình trệ mọi người nhá, đình trệ. Eki tai. eki tai là chất lỏng. Còn số 3 kỳ tai, chữ này là dễ nhất rồi không ai không biết nhỉ. Kỳ tai là là kỳ vọng đúng không là hy vọng ok rồi rất tốt cảm ơn mọi người nha hai số so, ba nha kono o yonde chữ hán này có cách đọc là gì âm cưng đúng không cân wa nan desu rồi tiếp tục chờ các bạn comment câu ba nha hay, bạn Quy rất là nhanh, bạn chọn 4 này Bảo Long 4 là cải thiện Adatameyo Hay, Yo ở đây là người ta đã chia sẵn cho mình sang thể ý chí rồi đúng không? À, uh, Huy Nít San chọn 4 Mai Hạ Anh 4 Bạn Hana chọn 3 Atatame à? Um. Trần Hà chọn 4 Phương Anh Phan chọn 4 Phúc Đặng 3 chọn 4 Tuấn Còi 4 là cải thiện so des. Ok Chốt phương án là 4 Yo bằng Hay, Chữ này là chữ cải Cải là trong cải thiện, cải tạo đúng không? Tức là làm cho cái gì nó tốt đẹp hơn, nó tích cực hơn Và như các bạn đã chọn rồi thì đây cách đọc âm cưng của nó chính xác là Arata me du Thì nó có nghĩa là thay đổi Thay đổi hoặc là cải thiện Ừ, chính xác Sau khi đọc cuốn sách này này Thì tôi đã có ý định Đúng không? Về yô tổ mô đấy mọi người Tôi đã có ý định là mình sẽ thay đổi cuộc sống của mình Xê ca sự là cuộc sống đúng không? Là sinh hoạt còn một nghĩa khác là lúc khác nhỉ sen Lúc khác à? Nếu mà xét về âm cân nhé, mà xét về động từ nhá, động từ nhá thì nó sẽ đọc là arata meru và với mang nghĩa là um, cải thiện, thay đổi, sửa đổi là như vậy. Rồi xe đang dịch dở uh, câu này đúng không? À dịch ok. Vậy là sau khi đọc xong cuốn sách này này thì tôi đã có ý định mình sẽ thay đổi cuộc đời của mình, cuộc sống của mình. Snap. Số 1, yameru là từ bỏ, ví dụ như bỏ thuốc lá này, tabaco yameru hay là nghỉ việc bỏ việc đúng không? Shigoto yameru. Akirameru, akirameru. Quá, đúng không? Ví dụ như là uh, Akira nai de, sai của mà Gamparo, đúng không? Là các bạn đừng có bỏ cuộc giữa chừng nhá Phải gì nhớ? Phải cố gắng đến cùng nhá Còn số 3 lúc này có một bạn chọn này mê được là làm ấm ý mọi người. Ví dụ các bạn mua uh, đồ ăn hay là ổ tô đi trong mini xong ngoài nhân nhân viên sẽ hỏi lại các bạn là ổ bento atatame mas có đúng không Là quý khách có muốn làm nóng không? Thấy quen không? Tiếp nha, câu số 4 nào. bằng Ok. Số 4 của chúng ta này, có Thanh Quy chọn 3, Trần Hiền 3, Tuấn Còi 3, Ngọc Tường 3, Huy Nhật San 3, Hiên Trần 3. Tiếp nào. Quý tộc 3 là ngã. Ok. Lương oanh ba. hãy Tiếp 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 tiếp. Phương Anh Phan 3. Trần Mai ba là ngã. So. Ok. Tốt quá. Chính xác. Số 3 nhá. Động từ gốc là Kodobimas. Có nghĩa là ngã. Chính xác rồi. Thế mọi người thử dịch câu trên nào. Khi mà tôi bị ngã chấm chấm chấm. Mi tai. cũng là một ngữ pháp rất quen thuộc của N3. Mi tai mọi người có nhớ mi tai là hình như đúng không? Hình như lúc tôi bị ngã này thì đã làm qua được qua được nhé. What the shit mi des. Hình như là đã làm vỡ cái này rồi. Cái này mình coi như chủ ngữ là chung nhá, cố đê nhá. Có thể là khi mình bị vấp ngã đi thì mình làm vỡ cái đồng hồ đeo tay chẳng hạn. Đấy, nói thế cho dễ hiểu được chưa? Xe xe xinh gái quá hả? Cảm ơn Thành Sang. Arigato. Ureshi na. Hai Thư hàng hình như bị vỡ, ok. Bảo Long 4 là bao bọc, sổ so, sổ. So. Ừ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích ba đáp án còn lại nhé. Ý chí bằng haco ha bimas là vận chuyển, hay vận chuyển đồ đạc chẳng hạn này. Số 2, phân đả là được chia của từ phương mự, né phương mimas, phương mự. Nó có nghĩa là dẫm, ví dụ nhà trên tàu tôi bị một người lạ dẫm vào chân, đúng không? Số 4, tsutsu mự, tsutsu mự là bọc, đúng rồi, bọc gói. Phân đà là dẫm nhé, quý tộc sàng nhá, chữ hán này luôn đấy ạ bạn tộc sang viết chữ Hán đúng rồi phương ngữ là dẫm ví dụ như là mình đi công viên có những cái cái biển ấy, họ ghi là không được dẫm lên cỏ này hay là mình đi trên tàu bị người lạ dẫm vào chân đấy là dùng cái chữ phương ngữ này nha nhớ chưa ok nha đấy bạn nào chưa biết thì có thể memo vào thêm mọi người nha biết đâu để thi thật năm nay người ta hỏi thì sao ok cảm ơn bạch trang sàng bạn này đã comment ba đáp án còn lại luôn vận chuyển này dẫm này bọc này hạnh tiếp tục câu số 5, ôi ngắn quá câu số 5. Các bạn phải comment nhanh hơn câu 5 nhá. Sakana o yaite tabeta. Sakana o yaite tabeta. Hay. Yaite Yak Quen không? Yakimono, yakiniku ăn nhiều quá đúng không? Sở trường của mình luôn rồi. Thế có động từ của nó, chữ Hán của nó có biết đọc không? Ok. Rồi, quý tộc chọn 4 là nướng, Huy Nít Sam 4, Ngọc Tường 4, Ngân Môn 4, Thu hàng 4, so. Ok, Duy Quang 4, hai, Mọi người thấy là cả bốn cái chữ Hán ở đây đều có bộ hỏa, đúng không? Đều có lửa. Thế nhưng mà đâu mới là nướng nhỉ? Cháy khét luôn hả? Gia cự, gia cự thì cũng không có nghĩa là cháy đâu. Ví dụ gia kimono ấy, mình đi ăn món thịt nướng thôi. Cháy khét thì lại hơi quá. Mê Trang 4, Quỳnh Nga 4, Phương Anh Phan 4, Phương Quỳnh 4, Ngô Thị Bình 4 là nướng, ok. Vũ Huy Phong 4, cá nướng, so des. Hay, chính xác rồi mọi người. Nhưng mà chữ này là yakự, nét, cự có nghĩa là nướng. Thì câu này ngắn, đơn giản thôi đúng không? V1, T, V2 là sau khi nướng cá thì tôi, tôi đã ăn rồi. Hay, các bạn có thích ăn món cá nướng này không? Ăn cá nướng, so. Oishi desu ne. Hay, watashi mo daisuki. Chữ số 1 nào, chữ này nghe có vẻ là khó nhất đây đúng không? Có bạn nào đang biết chữ này không? Nếu mà xét về cấp độ nhá thì chắc chữ này phải thuộc N2 ấy, thậm chí là cuối N2 đầu N1 luôn. Hơi khó nhỉ. Mà nào biết không? Y Chữ này là chữ bạo ấy mọi người, bạo là trong bạo lực, đúng không? Bạo lực. Nếu mà chúng ta đọc âm cưng thì nó sẽ là hà dê được, hà được. biết đây cho mọi người tham khảo nhá. Mang tính chất tham khảo nhé Hà dê được được, có nghĩa là phát nổ. Còn chữ số 2 và chữ số 3 thì chắc chắn cấp độ N3 là phải biết rồi. Không xin, xin ơi, không biết á à? Không biết à Đấy bạn Huy Phong này, ok Một là bạo nổ, hai là rác tươi cháy Ba là khói thuốc Thấy. Cái dễ nhất là số ba đúng không? Kemuri mưa đi đi cái mưa đi là khói, ví dụ như là khói thuốc đúng không? Còn chữ số hai nó có cách đọc âm cưng là Mô sự hoặc là mô nha sử ấy Thấy quen chưa? Học cái động từ này từ sơ cấp đúng không? Nhưng mà chữ Hán thì sẽ thuộc từ ba Đấy, có nghĩa là cháy đúng không đốt ý ví dụ như là đốt rác này đốt uh, chất thải này hay là môi đựng gomi như bạn làm bạn nào vừa comment nhỉ bạn phong này bạn này có ghi là rác cháy này ok đấy ừ đúng rồi cái chữ số 2 là chữ nhiên chính xác ngọc nobita nhiên trong nhiên liệu được ấy nhỉ thế á à, từ số 1 đây là lần đầu em thấy à đạt sản ừ, bởi vì chữ này hơi khó nhá nếu mà n 3 không biết chữ này thì cũng là chuyện bình thường nên các bạn cũng yên tâm không sao cả nhưng mà khi mà mình đã lỡ gặp nó ở đâu đấy rồi thì coi như chúng ta có duyên rồi đúng không? Thì mình nên biết cách đọc. Nên biết ạ. Bởi vì các bạn cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nhá, đi thi N3 thì sẽ có một chút xíu của N2. Đấy, để dành cho những bạn đạt điểm tuyệt đối ấy, đặt mang tên ấy. Nên nếu mình biết thì tốt quá đúng không? Hãy đi tiếp nhá, câu số 6 nào. Đó các bạn. Mosco Nhớ không nhầm thì ít nhất là một lần chúng ta đã ôn qua cái từ sai luôn Thậm chí là phân tích rất là nhiều ý nghĩa, nghĩa đen, nghĩa bóng luôn ý ạ À cảm ơn quyết thắng sàng bạo lực không có bộ họa, không có chữ lửa đúng không? Arigato, thắng sàng học tốt quá Thế chắc là giỏi chữ Hán lắm đúng không? Arigato nhé N mấy đây xem đây là N3 nhá Hôm nay chúng ta sẽ like N3 Chữ Hán từ vựng và ngữ pháp thu thủy sàng nha. Ok, cảm ơn thương thương rằng số 2 là Nông Cạn, Mê Trăng Chọn 2, Hồ Thị Hà 2, Dương Thảo 2, Mai Hạ Anh 2, Minh Châu 2, Mai Thị Lê 2, Trần Hiền 2. À, Bạch Trang 6, tôi muốn cái đĩa hơi nông. Ừ, nông Cạn, ok. À sai, Nông Cạn chính xác, đúng rồi, đáp án là số 2. Chữ này đọc là à sai, nông, đúng không? Nông có thể là nói về kiến thức này, suy nghĩ này, nông cạn, đúng không? Là nghĩa bóng đi. Còn nghĩa đen thì mình có là Ờ, mực nước, ví dụ biển hoặc là ao đi Nước nông, còn đây là cái đĩa nông Chúng ta cũng nói vậy đúng không? Đĩa sâu lòng và đĩa nông ấy mọi người Thì đây là tôi muốn một cái đĩa nó nông hơn một chút Đó, số 2 Thế các bạn đọc giúp sensei số 1, 3 và 4 nào 1, ba bốn Cách đọc và ý nghĩa luôn nha Cách đọc và ý nghĩa Đĩa cạn, <laughs> mình không dịch là dĩa cạn đúng không? Dĩa nông đi, nông nó sẽ gọi là dễ hiểu hơn đúng không? Còn nông cạn thì là nét nghĩa chung của sai rồi nhẹ dày lẻ cố ma cai à sai dày ốm cà đuôi dương thảo sàng nguyễn thị nguyệt sàng ok rất tốt chữ số 1 mình đọc là cà đuôi nhé có bạn comment đúng rồi cà đuôi cà đuôi thì có nghĩa là nhẹ đúng không từ số 3 á à gì à gì à là dày chứ không phải nóng a-tsui, không phải chữ đấy đâu nhá A-tsui đây là dày nói về kích cỡ ấy, mọi người ví dụ như là áo dày này quyển sách dày chăn đệm dày này còn trừ số 4 có hai cách đọc cách đọc số 1 là hồ sôi hồ sôi nhé hồ xôi Hồ xôi thì mình sẽ có nghĩa là mỏng, thon đúng không? Ví dụ như là hồ xôi yêu bị Đúng không? Hồ xôi yêu bị, ngón tay của mình thon thả đúng không? Là rất là đẹp Còn thứ hai ví dụ như là hồ xôi mi chi Thì mình hiểu con đường đấy là con đường hẹp, chật đúng không? Còn có một số bạn đọc là cô cai. nhưng mọi người biết chữ hán là mọi người cũng tự nhận thấy rồi đúng không? Nếu đằng sau của nó là chữ cai nha, nếu đằng sau của nó là chữ cai thì mình mới đọc là cô cai. ok không? Đó thế nên là mình phải nhìn cái chữ đằng sau y thì đọc là hồ sôi mà có chữ kai thì đọc là komakai với ý nghĩa là chi tiết nhỏ lẻ tỉ mỉ rồi rất là nhiều bạn comment đúng rồi nha tốt quá tiếp theo mọi người nha chúng ta đi tiếp câu số 7 câu số 7 nha Nihon wa iroiro na kuni to boiki o shite iru hai boiki no kanji dore desu ka hayaku kobe to Bồi, Kỵ, chân Hiên sang chọn 4, nhanh quá Thương mại, Lương Anh sang ok, thế thương mại là đáp án số mấy? Nguyễn Liên sang chọn 4 Nguyễn Văn Long chọn 3, bắt đầu có sự khác biệt 4 và 3 Hay. Ngô Thị Bình chọn 3, đấy là các bạn đang phân vân giữa 3 và 4 3 và 4 khác nhau mỗi một nét thôi, đó là cái nét ngang này mọi người thấy không? Đấy, đi thi chữ Hán là chỉ nhìn mỗi cái sự khác biệt thôi nhá Vũ Huy Phong chọn 3, mộ dịch Phương Lương Oanh chọn 4, Thương Thương 3, Thương Mại. À, định Quy N chọn 4, Duy Quang 4, Dương Thảo chọn 3. Thế là cũng 50-50 nhỉ? Không quá nghiêng về đáp án nào. Nhưng phương án à, chính xác nhất câu này là 3, Sam Bảo. Hay. Như chúng ta vừa tìm thấy sự khác biệt rồi đúng không? Giống chơi cái trò chơi gọi là tìm sự khác biệt giữa các bức tranh ấy nhỉ? Thì hai cái chữ hán này chỉ khác nhau mỗi cái nét ngang này thôi. Trong khi đó, chữ chúng ta đang cần tìm kiếm là bô là mộ dịch là buôn bán là thương mại nên mình cần phải chọn chữ này nó mới có nghĩa là dịch mọi người nhá hán việt là mậu dịch luôn ấy mậu dịch luôn ấy có rất là nhiều bạn các bạn biết nghĩa rồi nhưng mà các bạn bị nhìn nhầm sang số 4 các bạn nhìn rõ lại chưa chọn ba nhá quay xe nhá quay xe chọn ba không chọn bốn nữa đúng rồi phải quay xe luôn ok 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 bôi kỵ vậy là nước nhật đúng không đang giao thương buôn bán với rất nhiều nước khác với rất nhiều quốc gia khác mình chọn ba nhớ nhá biết thì, biết đâu thi năm nay trúng tủ cái từ này là học rồi là không được làm sai ạ chọn 3, chính xác e to rồi ok các chữ khác thì người ta đang cố tình ghép lấy âm ôn chữ bu và chữ eki nhưng mà không có nghĩa nhá ba từ còn lại không có không tồn tại luôn đấy mọi người chúng ta đi tiếp ạ câu số tám kono kai sa de wa hon no henshu shite quang chọn hai mai hạ anh hai lương thị hiền hai Huy Phong 2 biên tập Thùy Như Vũ 2. Tiếp nào. Phoenix San 2, Bảo Long 2, Dương Thảo 2. Ngân Nguyễn 2. Ok. Ok, rồi chốt nha. Câu 8 là 2. Hên xuy... Chữ này là chữ biên và chữ tập cũng là âm Hán Việt và là cách dịch của từ vựng này luôn, đúng không? Đây tôi đang biên tập, tôi đang biên soạn sách ở công ty này. Công ty này thì biên tập sách. À, đâu ạ? Đâu ạ là là ở đây đúng không? Tức là là tôi đang biên tập sách nói về công việc của mình nhá. Rồi tiếp câu số 9 kêu bằng, kêu bằng kêu bằng. Câu số 9 nào? Sakie, chữ hắn này vừa nói lúc nãy xong đúng không? có bên trên, ni ashi ni Dekita, Nani Nani ni Kushiro, o Tạ Hay. Cái chữ này là nưa đự nutta mọi người nhá, Nutta. Tạ. Ngọc Diễm ba cháy xước. Ok, lương oanh chọn hai à? Hai. Bắt đầu có sự khác biệt đây. Su tin Nguyễn Bà. Vết thương sò so, sò so, sò. So. Dương Thảo chín bà. Ok. Chốt nha. Câu 9 là bà. Kỳ dự. Hay. Chữ này sẽ được đọc là kỳ dự. Có nghĩa là vết thương, vết chảy, vết xước. Ok không? Thì dịch câu này như sau này. Tôi đã nư đựng là bôi thoa sức. Được chưa? tôi đã bôi thuốc vào đâu? Vào cái kỳ dự, vào cái vết thương ở chân mà lúc nãy tôi bị bị ngã. Nên mình sẽ hiểu là cái tình huống mình đi xong mình bị ngã đúng không? Sẽ chân bị thương. Đấy, sau đấy thì mình bôi thuốc vào rồi, sức thuốc rồi. Ok, số 1 đọc là kiệt tên. Kiệt tên là khuyết điểm này. Số 3 đọc là, à số 2 đọc là gì? Ok, cảm ơn Bảo Long sàng bạn dịch rồi. Số 2 là bị bận Yogode đúng không? Yogode, yogode đó. Từ số 4, số 4 đọc là gì nhỉ? Bị hỏng, so so so, bị hỏng. Ok, bị hỏng do máy móc đúng không? Mình đọc là koso né, koso. Rồi, câu số 10, chưa bằng. Chưa chưa bằng. À, Thúy Vi sáng ơi, Ashini Dekita Dekita ở đây mình không hiểu là uh, hoàn thành xong xuôi hay là được cái gì cả Mà mà giống như là một cái gì nó nó xảy ra thôi ấy. Đấy thì mình có thể hiểu theo tiếng Việt của mình là bị thương ở chân Đơn giản là thế thôi nhá Cách nói cái hiêu game mà người Nhật họ diễn đạt ấy nên nếu mà mình cảm thấy lạ thì các bạn <laughs> các bạn tham khảo thêm và cũng có thể bắt trước để cai vào của mình cũng tự nhiên được như vậy. Yogo de, đúng rồi, Bạch Trang sao? Câu số 10 nó các bạn ơi, câu 10. Gasudai ga takakute nani nani o Câu này thì mình cần chọn là động danh từ nào đúng không? Mình cần chọn một danh từ vào đây. Đi được với động là skedự là thứ nhất. Thứ hai là sẽ phải có mối liên quan giữa tiền ga này, mùa đông này, đúng không? Rồi bắt đầu đọc comment nhá. Phạm Ngọc được chọn 3, Trần Hiền 3, Nguyễn Liên 3, Thu Huyền 3, Trần Oanh 3, Trương Văn Phong 3, Bạch Trang 3, Phan Thị Ngân 3 tiền ga đắt nên dù đã là mùa đông nhưng tôi vẫn không dùng máy sưởi. Tuyệt vời, hay, bạch trang sáng bạn ấy rất là tích cực trong việc dịch câu luôn và dịch rất là hay ạ, à, rất tốt ạ. À. Chắc là sẽ rất có lợi trong việc học đọc ấy, đọc hiểu ấy. Ok, chúng ta sẽ chọn từ này nó đọc là danbo, danbo Đan Danbo có nghĩa là máy sưởi. Vậy là vì đúng không? Tệ vì tiền ga rất là đắt cho nên dù có đến mùa đông ấy, thì tôi cũng không bật máy sưởi đâu. Nguyễn Thị Minh chọn 3, máy sửa nhưng em quên cách đọc rồi. <laughs> Vẫn biết chọn 3 đúng không? Đi thi thì chỉ cần thế là đủ. Thế nhưng mà cái từ này nó cũng rất là thông dụng đúng không? Hàng ngày chúng ta cầm điều khiển mình bật nóng, bật lạnh suốt. Nếu biết cách đọc thì lại càng tốt. Hà Sơn chọn 3, chính xác rồi mọi người nhé. Còn từ số 1 là từ trái nghĩa của nó. Đê bộ. Đê bộ là máy lạnh, là cái chiều lạnh. Hay, từ số 2, đê suy. Suy là gì? Thấy quen không? Mi dự, đúng không? Nên đê suy là nước lạnh số 4 là ôn đan ôn đạn là nóng ví dụ đây là một cái chủ đề rất là hot trong các bài đọc hiểu này hay là một cái vấn đề nhức nhối xã hội hiện nay luôn đấy mọi người ôn đang cạn là nóng lên toàn cầu nha nha ok chưa hiểu hiểu không mọi người ok nào rồi hãy ở các buổi trước thì Dũng uh, Mori có triển khai là lớp VIP 500 luyện đề cho các bạn trước khi đi thi. Tuy nhiên thì lớp đấy đã đóng cổng thi đã đóng cổng đăng ký vào ngày mùng 10 tháng 6 rồi. Nên bạn nào mà uh, chậm chân chưa đăng ký được mà các bạn vẫn muốn có thể là được chữa đề thi quá khứ các năm này và tăng 20 đến 30 điểm trước khi đi thi thật uh, có những chiến lược, có những mẹo để mình mình đối phó với từng kỹ năng với từng dạng bài ấy, thì các bạn có thể tham gia vào lớp này nha Lớp này có tên là lớp luyện để cấp tốc online dành cho đối tượng là các bạn học từ N3 lên tới N1 Hình thức học là các bạn học online qua web hoặc qua app của Dũng Mô Đi Đấy, Các bạn tham khảo thêm nhé Nếu mà cần những thông tin uh, chi tiết hơn thì mọi người có thể ib e có thể nhắn tin về fanpage của Dũng Mua Đi để được các bạn tư vấn hỗ trợ nhiệt tình hơn nữa hay rồi, vậy là chúng ta đã đi được một phần hai chặng đường buổi lang ngày hôm nay rồi đúng không? Còn đường sau có vẻ là sẽ khó hơn một chút xíu nhưng mà không thể nào mà 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 làm khó được các bạn đúng không? Nên chúng ta sẽ cùng với thầy Umeda sẽ chữa tiếp 10 câu còn lại nhá và mong tất cả mọi người vẫn tích cực comment, thả like, share và tag bạn bè của mình nhá. Hay. Hai Nin sensei, Aritogotogomashita. Minasan, Konnichiwa, Ohaigozaimas. Hai. à, mọi người học tiệm không phải là học mà là mọi người chơi tiếng nhạc với mình nhá. Ok. 前もあの兄弟ういは顔が何々で区別できないあの兄弟は顔が何々で区別できないはいイナティ本にゃんあまり難しくないですね、はい、しっかりそっくりびっくりらがっかりというのは固定不法ほいにゃんはい 皆さん何番を選びますかいいですかミンさん、素配、はい。2番ですかはいもう。ジェムさん、素配、はい。カクティさんは、クインさん、素配、はい。はい。トントンさん、クンマ、アイエニャー,キャー、ゾンニャー,ャーはい。チャンさん、3番、そっくり。3番ですか ?2 番ですかはい。トゥイさん、似てる。はい。ワン ワンフォンさん、そうはい。フェンフェンさん。オッケー、オッケー、そうですね。アイエムにア、キヤコまゾンヘッニャウ、ホンフンそうですね。はい。これ難しくないですね。<coughs> ゾンニャウ、そうはい。ヘバートゥブンカクティサワー,ー。バーオロンさん、モラー、コーレン。バーザミン、ナニエン。うん、からザッカーミン、そうボンラタフォン。 いいですね。はい。答えは2番です。はい。どんな素杯にゃあの兄弟は顔がそっくりで区別できない。区別できないら本番別度。はい。雲クは暗暗暗、ニューテイナウティングイタ、本番別度。どらゾンニャウルは。ゾンにャウ、そっくり。はい。ゾンニにゃこの相もしっかりら、着々ら、オンリー。はい。

缶やペットボトルも捨てないで何何すればゴミは少なくなる、うん。缶、ペットボトル、何ですか缶やペットボトルも捨てないで何何すればゴミは少なくなる。はい。捨てないで何をすればゴミは少なくなりますかリサイクル、キャンセル、カット、ハイラチェンジ。 ちゃんワインさん、そうも、ちゃんヒェンさん、そうも、タオさん、ナンさん、トウアインさん、ちゃんさん、クんクんちゃん、そうも、ビンさん、グウワイ。ウフィフォンさん、も、ダンテあ、そうですね、はい。フォンさん、そうも、ダイチェ。はい。皆さん、よく勉強してますね。バートゥー文カクティーサワー。お題子、お題子、ボントゥーゥー、カタカナーナ じゃあ、各番、北天沿い、ティーラ、ザッゼニョ。はい。リサイクル、コンギャラー。キャンセル、カット、チェンジくム、コンギャラジーニョ。タイチェイそうですね。リサイクルあ、そうですね。リサイクル。英語ですね、本当は。はい、ラ、フイボ、ソバーラー、カット、ソボンラ、ナプサ、ナプディン。ああ、ナプディン。ナプディンは違いますね。ナプ、えー、っとね。 ナップディンはチャージです。チャージ。少し違います。これはチャージです。充電します。はい、いいですかはい。答えは、答えはリサイクルです。リサイクル。リサイクル今夜ここは大地へに、ね、ゃ。大地へ。はい。ラムニューテイナウティー。作成一本。 らチュンターホンボウビン、ハ、は、イ、いまあ、ラ、チャイニョマー。チュンターセ、タイチェ、ディラザクセイホン。はい。そうですね。キャンセルはフィボー。ウィー、カット、キリマスネ、キリマス。カミをカット、しますラ、カット。オクラ、カンコ、インギゲラ、チュー。チュンテニア、コ、コ、モコザフォー、ビンラ、キュリオ、カットする、コンギグラ、チュー、ロンタン。 はい。ねら、どないくんこいんげらっちゅうにゃこの、チェンジ、ら、タイロイ、す、タイロイ、はいら、ちゃうどい。ヴズ、先生、みんこ、ばいみんおらい。ば、にん先生、にん先生ってこう、おにぎりらっかむなん。わぁ、にん先生、おにぎりおいしそうですね。チェンジしてください。ら、ちゃうどい。はい。そういう意味があります。みなさんわかりますか いさん、そう、そう、そうですね、はい。次です。はい。お、短いですね。こんなにガンン。子供たちはキッチンにいます。キッチンコンゲラゼニョ。ハクチェコンをおらうにダンウンをう。キッチンラカイゼイはトゥーナオ。ガンゲラキッチンライ。はい。感じない方法こにょ。も文句に書いて、独独ほは。 皆さん読めますかチャンさん、ソ,ソーボンにゃべ、チャーさん、ソーボン、カインさん、ソーボン、クワンさん、くム、ソーボン、ほにゃらはい。バーツブカクティサワー、コテイホイコホニョ。だいらねゃ。だいら、廊下。だいら、今。だいら、玄関。玄関な、ね、い。 だから、台所。はい。いいですかみなさん。そなおらどんはこげらじはばあとぶかっていさ。ファンティンガンさん。ガンさん。ボッチェボッチェコンティーンゴニャベ。そうですね。はい。はい。答えは4番です。台所がキッチンと同じですね。はい。じゃあ、廊下は何ですか廊下。廊下は ở kia mà Chúng ta cái gì nhỉ? Chúng ta đi từ phòng A đến B. trong tiếng Việt thì là hành lang nhỉ? Hai lần đúng không ạ Thanh Thanh? Hai lần đúng không? Hai lần đúng không? Hai lần đúng không? khách lần đúng không? Hai lần đúng không? Hai lần đúng không? Hai lần はい、お客さんを入れる場所ですねお客さんを入れる部屋です。玄関、これはまあロイバーですねロイバー。これは簡単ですね、はい。家に入るところです。台所がキッチンですね、はい。いいですか、皆さん。はい、次です。息子が隣の窓を割って、 誤りに行ってきました。息子、息子が隣の窓を割って、誤りに行ってきました。はい。誤りに行ってきました。こげらじ。わ、とぅ、がんげらじ。がんげらとな祝いに、見舞いに、見に、はいら、わびに。はい。とない、どこら、わびにに見舞いに。はい。わない。 祝いに、ミリ。と、なら、ぐにょ。ドあんさん、そうぼん、そうぼん。んさん、ちょん、そうぼん。しんろい。はい。たんさん、おわびに、おわびに、そうですね、そうぼんにょ。ろんわンさん、そうぼん。ティビンさん、そうぼん。あんさん、そうぼん。とあんさん、そうぼんない。オッケー。みなさん、いいですね。りんさん、そうもだ。そうも、こんやらずにょ。 いわいにこげらじふふふ。<laughs> はい。答えはどれですか答えは4番です。わびにおわびします。こげらしんろい。くんこげらしんろいにゃ。がんげらあやまります。はい。ただ、こないこげら。こんちゃいくわとい。りしんろいぞい。だいさお。だいさお。だあはいりしんろい。ぼいび。隣の窓を割って。 窓を割りました。窓が怖そうな。割りました。ガイ。ガイ、怖そう。怖い。怖いな。隣、勉強。今、チョンチョンホップナイティー。チョンタコテに、こげら。隣、ハンソン。隣の人ですね。ハンソン。はい。で、ダファイ、リシンロイ。かわいそうですね。祝いにはチュームンですね。チュムン。 見舞いにこげらずや。見舞いにこげら、トゥイングエンサン、タンバイン。そうですね。ほい、タン、ニュングイ。ほい、タンウイ、タンマ、ナンビュンに。病院にいる人に、えー、お花を持っていきます。大丈夫ですかと言います。それが見舞いに行くです。はい。見に行きます。で、セームですね。いいですか皆さん。次です。はい。 おらいこ、ハイングいない。ハイングい、バンアーバー、バンベなんの一位。バンアーバーおら、これから行くお寿司屋さんは、お寿司、何々、カレー、何々、ラーメン、なんでもありますよ。そんな、バンベーチャーロイラ、面白い店ですね。面白い店ですね。おい、おらいこ、ファイゴーカイズイよ。で、が、に、ハイラは、はい。 皆さんどうですかこれは難しいですか簡単ですか、うん、簡単ですねこれは。はい、皆さん意味が分かりますかトエンさんン、ホンドエンン3番、2ですかパ、はい、オロンさん、ソボンはお寿司はカレーはラーメン、うん。そうですかビンさん、ってソハイ。 が、お寿司がカレーがラーメン。<laughs> ちょっとみなさん、答えが違いますね。もいもい、ちょそうかっにゃう。たおさん、そば。とんさん、そぼん。はんさん、そ。んとんさんそ、そなん。ほんこそなん。もうはいもはばはいらぼんとえ。ひえんさん、そぼん。ファンさん、そも。びーさん、そはや。 オッケーオッケー、これ面白いですねはいただ、バあナー、ノイラこれから行くお寿司屋さんお寿司屋さんらしクワンナクワンスシーの方はクワンスシーはいクワンスシーもベイゾーちゅんたり何でもありますよカイジーくんかチェンメニューかい、モンナーをくむこウィズお寿司 Nào là, nào là sushi nào là curry nào là ramen này chẳng hạn à bạn bạn a nói là ví dụ tôi hay cho kể bạn B. ví dụ ví dụ là ô sushi này curry này ramen này nếu mà mình muốn nói như thế thì chung tiền thì nói như thế nào nhỉ? Tóc cả tóc cả, ừm, đúng rồi, そば、にです。お寿司に、カレーに、ラーメンに、何でもあります。はい。皆さんこれ覚えてください。にです。はい。なおら、お寿司、なおら、カレー、なおら、ラーメン。ににゃ。はい。これ難しいかな、これ。てってよ、チュンタここう、こうない。メイク。メイクは何ですかメイクを何々寝ると、 お肌に悪いですよ。メイクを何々寝るとお肌に悪いですよ。はい。一しっぱなしでせずにはメイクをさせられてメイクをしないまま。くん、答えほいほいこにょ。はい。<coughs> 皆さん、どれが正解ですかどれがいいですか はい一番二番三番四番意味は何ですかはいチャンさんそもしっぱなしでうんドイさんそもふいにっさんあにっさんさんはいそもフォンさんそもリエンさんそぼんしないままオッケーオッケートンさんそもチャーさんそもドインウェンさんそもはい どえんさん、そうぼん、しないまま。ああ、そうですね。はい。<laughs> し、パナ、おらえこう、ぱなしはまあまあない。はい、ぬふふ、んぎや、がんにゃん。今こう、もうすかくべ。はい。はい。これ、本当は、一番です。そう。にゅんぐい、ちょんそうどんぞい。しっぱなしにゃメイクをしっぱなしで寝ると、 お肌に悪いですよ。はい。メイクラカジの化粧ルフは化粧チャンリアム。はい。ネマチュンタ、クーデチャンウェン。クーデウェンはリングーティラホントそうですね。はい。しっぱなしこげら、クーデウェン。ニニューラガンママルフはママ、まあ、にする。ニマ項目すカクベドラ、しっぱなし 海軍法な,な、パナシ、ハイドクスズキ、マ、チュンタ、サウヒ、チュンタ、ラン、カイズイドソン、タッラ、チュンタ、ファイ、ラン、チャンタイ、チョウライ、ウェン、チョウライ、チョウライ、ディンバッドウ、マ、チュンタ、ライ、クエン、ゾイ、クエンマッドウイ。ヴズッ、昨日、電気をつけっぱなしで出ました。昨日、電気をつけっぱなしで出ました。ホンクワトイレや、ホンクワトイディンバッドウェンド、マ、クリングゾイ。 Tại là khi mà đi ngủ thì bình thường chúng ta phải tắt điện đúng không? Nhưng mà chắc là do mệt mỏi, tôi đã quên rồi và cứ đi ngủ rồi. Lúc như thế thì chúng ta hay sử dụng ship Nhưng mà trong trường hợp khi mà có ý chí của người, ví dụ là trẻ con sợ ma, sợ con ma nên là đã không muốn tắt điện, nên là cố ý, cố ý để nguyên rồi, cố ý để điện bận nguyên rồi và đi ngủ. キーマコリゾウハイラー、イチイクワングイニューテってチュンターハイスーズ、こテスーズ、ままにャ。電気をつけたままにしてネタ、ネたじゃん。はい。違いますね。はい。オッケーオッケー。次です。はい。これですね。このあたりの家並みは、相変わらず昔の何何、なに。 このあたりの家並みは、相変わらず昔の、何に,なにここは何が入りますか ?1 番、2番、3番、4番。はい。意味は何ですか皆さん。はい。ふいさん1番、ママうん。ちゃんさん1番、ふい、ふいフォンさん2番、2番、通りですかはい。通りこげらずや。ママって民はみんわのいそん、みんざいていぞい。 グレンウェン。2, 2番、三番、四番、通り、予測、予定、こんらずに。ワンニュースは、そうですね、ワンニュースは。はい。ウィンウェンさん、そうはい。ウィーサンニさんさん、実家、コードイ。ニュンザイニャーを夫婦ない、ホンタイロイマ、マン、ズンウェンニ入街スはそうですね。はい、アインファン、アインファンさん、そうも。 はい、皆さん、この問題難しいですか簡単ですかはい、どんなそうもにゃ、昔のまま、ヴァンニューがいすわ、ヴァンズーンウェン、ちゃんたいこわ、ちょっだい。はい。このあたり、家並みは何ですかこれ、ザイニャーですね。はい、ザイニャ家がたくさんあります。家がたくさん並んでいます。相変わらず、くんこゃら、ズーンウェンに、本態度、本態度、ちょっなわ、は、ーズーンウェン、 ずけうわん,んにゅうらんがいすわ。はい。そう。予定、予定こげら予定は違いますね。予定こげらずりん。予測っていらずばをずどあんはい。で、ね、まも今後、こんぐちょいちょんほんっていくてのえら、かじにょ。明日の日本円の値段を予測します。予測します。こげらずどあんざいえんにゃんがいまい。じゃあ。はい。 通り、あ、通りもそうですね。今、トゥーナイ君、コインゲラ、テオニューラ。先生の言う通り書いてください。はい。先生の言う通り書いてください。はい。はい、ビエットゥニュ先生のおちゃんはん。そうですね。答えは一番です。はい、次です。ちょっとこの文も長いですね。はい。お題、こう、ハイいない。 中村だ、にゃん、にゃんコンティ、和太鼓、課長、課長ら、カプチェンコは中村内。課、は、長、い、昨日、何々、お土産のチョコレート、とても美味しかったです。ありがとうございました。そら課長茶色いなカチョーちゃロイー。あ、それは良かった。ですね。はい。おりました。参りました。なさった。いただいた。和太鼓、ボントゥーブン。こわ、キエムニョング。 ここには何が入りますかフィニッサンさん、あーソーボン、トイさん、ソーボン、ヒエンさん、ソーボン、いただいた。オッケーオッケー。いただいたら、かよいただいたら、キムニョングにょ。グワトーーただ、こげらずによいただいた。バートゥブカクティサワ。お題、トンキングはキム はい。あ、ロンさん、うぼんン。福さん、そうぼん OK。カーモイングイデウ、ちょン、ソーボンニャ。OK、OK。ういいですかはい。課長、昨日、何々、お土産のチョコレート、とても美味しかったです。ザンゴーンゾイ。は、ね、い。ショコラックは、ザンゴーンゾイ。ありがとうございました。エムカムワイナ。はい。ザンゴーンゾイ、こんげな。 中村だ、アンショコラぞい。はい。ショコラクはカチョ長カチョウラム、カチョラム、ショコラ、ゴイに言てなて、中村ニューテナおティ、中村、ルクアンネ、ね。あげましたのほん。あげました。はい。こんげら中村ティ、もらいました。もらいました。キムリョング、ウクはもらいましたら、ソボン、いただいた。いただきましたのほんま。はい。ねら、どんらいただいたにゃ。 昨日いただいたお土産のチョコレート。とても美味しかったです。ありがとうございました。ああ、それはよかった。うー、や。バイラ、トッイ。オッケー。こンバートゥブンカッ。おりました。参りました。なさった。こんげらずや。た、たずら、ソモはソーハイラ、カジノョ。ソモはソーハイラー、ケムリョング。バーソーバーティラー、トンキング。トンキング、クワ、トゥーナー。 一、います。そうですね。おりましたったら、いました。はい。いました。私はそこにおりました。はい。そうはい。そうはい。参りました。これ、行きましたですね。行きました。リーゾーイい。はい。でなさった。これは、しましたね。しました。はい。しました。にゅんかね、すず、すずちょう、はい、どんこわぬいはっにゃ。 もうカプチェン。はい。かつ、ま、例えば、ウィズラ、社長ね。社長が、えー、なさった。社長がしました。はい。皆さんわかりますかはい、いいですね。次いきます。はい。プレゼントをするときは、送る相手の、何々、何々、時間も楽しい。はい。プレゼントするときは、送る相手の、何々、何々、 時間も楽しい。はい。プレゼントをする。キーミン、タンクは、チョウグ時間も楽しい。民ン民ン対、ミンコンイトイザンニューナウラー、ブイ,イニョ。はい。おらえこ、ボン、トゥブないイ。チュンファイ、サブセプトゥトゥナイ。もぐい、サブセプニューテナワ、はい。選ぶことをどれにするか考えながら、 トゥインウエンさん、はい、ボンバーモ。チャンさんくんは、はい、ハイボンバーモ。はい、ボンバーモな入店なのよ。ことを考えながら、どれにするか選ぶ。OK、OK。トワインさん、はい、ボンバーモ。フィニッさん、はい、ボンバーモ。ティ・ミンさん、はい、はい、も、ボンバー。OK、いいですね。はい。チャーさん、はい、ボンバーモ。トゥイ・ビーさんくんは、 こうない、he knew that, and life's 8てや一応やりましたかはいはい、わかりました。オッケーオッケーはい。そう、どんらんちょっと待ってくださいね。そうですね。はい、ボンバーも。おらい、こう、そばにゃ。はい。おらい、こう、ことを考えながら。はい。何々、ことを考えます。にぺ、あ。 A のことを考えます。こげら、にぺいいあない。おらいこれら、送る相手のほう。こげら、むいた、むいみんせ、い、たんこわい。こら、送る相手のことを考える。にいべんいむいた。はい。考え、あ、sorry sorry。考えながら、はい。考えながら、はにいべんいむいた、はちょん。かいなお。 どれにするか選びますどれにたらかいなう、はい、キーマチョンターコーフン,フンハイワンチョン、はい、こバーバーロンチョンチョレンバーボンナンサウニュールワンチョンティーラチョンタースズムど,どれにするか選ぶラチョンヌフン,チン相手のことを考えながらどれにするか選ぶ時間も楽しいですはい。 皆さんはどうですか楽しいですかこの時間。うん、はい、次です。ここ行くんにゃ土曜日は買い物をしたり、友人と食事をしたりし、日曜日は、なにゃになになに私の好きな週末の過ごし方だ。はい。ただ、私の好きな週末の過ごし方だ。こげら。 khách nghỉ vào cuối tuần mà kiểu tôi tị tối là như thế này hai bạn này thì thích nghỉ cuối tuần như thế nào nhỉ thứ bảy thì làm gì chủ nhật thì con chủ nhật thì làm gì hai bạn này thứ bảy thì thường làm gì nhỉ? Khai mono shitari, yujin to shokuji o shitari. Thứ bảy thì đi mua sắm hay là đi ăn với bạn. Còn chủ nhật thì sao? Thôi đi, làm như thế nào vào chủ nhật? Hai. Huy ni sang sang bốn bốn ba một hai. Thuy Nguyễn sang cũng vậy. Bốn ba một bốn ba hai một bốn ba hai một. Thôn sang cũng vậy. チャンさん、ボンバーハイモ。OK, OK. ーーーーほんやらずにょ。ちゅうにゃんぐいない。ちゅうにゃムずにょ。<laughs> ヒェンさん、ボンバーハイモ。トいさん、ボンハイモバー。トウさん、ボンバーハイモ。ボンバーハイモらにゅうてな。日曜日は、どこにも出かけずに、家で過ごす。というのが、好き。OK, いいですね。はい。うんうんうん ごめンさん、ボン,ボンバーハイモン、ナンさん、くんばいフォンさん、ボンバーハイモン。そうですね。ただ、にわいボンバーハイモン、もうや、はい、もう一どドゥいぞい日曜日は、どこにも出かけずに、家で過ごす。はい。俺は、こう、グファップ、ズーいーナイ。ズーニらコンゲラ、ホームラン、アー、マベー。ホームアー、マベアー、ただら、アー、かいナ どこにも出かけません。ホンディラウ、チュニャットイホンディラウ、ドラ、ハインドン、ハインドンアーナイ、ホンランアーマ、ベ、はい、ベラジ、チュンタウモン、チュンタウモンもハインドンカッ、え、おらいこう、ハインドンカッナイ、家で過ごす、おにゃ、ね、どこにも出かけずに家で過ごす、チにニってトイホンディラウマ、ニオニャスを、はい。 というのが私の好きな週末の過ごし方だ。はい。ちょっとこれ難しい難しくないですか皆さんわかりますかはい。もしわからなかったらコメントしてください。後で私が説明します。はい。はい、皆さん今日お疲れ様でした。はい。これが今日の日本語の文です。皆さん読めますか 成功するまで諦めない。こねこんげラずいの。こねこんげら。こっち来る。<laughs> すみません。はい。ごめんなさい。成功するまで諦めない。三点目、ラ入ューいナイ。本望国超連キータインコン。はい。皆さん、JLPT もそうですね。成功するまで諦めないでください。はい。一回、二回は失敗するかもしれないです。でも、三回目。